Rồi bắt đầu rồi ạ. Ok. Rồi. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về cái phương pháp băng đầu gối trong chấn thương thể thao. Những trường hợp cụ thể của bạn Oma này thì cái gối này nó cũng đau mỏi từ trước đây rồi, trước đây đau mỏi cái vùng trước gối. Tuy nhiên thì sau cái trận đấu hôm nào Quảng Ninh thì có bị tắc linh vào đây, thì đúng cái vị trí của cái lồi cổ chạy trước mà tương đương với cái điểm bám vào gân bánh chè vào cái lồi cổ chạy trước này. Bây giờ hiện tại thì bạn ấy có đau đúng không? Có đau. Thì qua hai buổi làm đi trị liệu ngày hôm nay thì thấy nó thế nào của bạn? Cái bây giờ ngày mai có thể đá được không? Không. Đó đã đá được ha. Đá được. Thế đáng nhẽ ngày hôm qua thì Oma nghĩ là sẽ không đá được đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà sau hôm nay làm hai buổi thì thấy là ngày mai muốn đá được cái gì? Yeah. Có đá không? Mai cố. Được không? Yeah. Yeah. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn là cách băng. Ok. Được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay có gì được không? Xin chào tất cả các bạn. Thế bây giờ mình hướng dẫn băng thì điều đầu tiên ấy. Thì sau khi mình đã hiện tại bây giờ đau ở chỗ này này, đau chỗ này nhiều đấy, và đau ở cái gân bánh chè này đau một chút đấy, cái này nó mỏi từ trước rồi một chút, và lắc cái đây là cái hội chứng nếu như mà không bị tắc lưng ở đây ấy, thì chúng ta có thể là chẩn đoán đây là một hội chứng chè đùi, thì nó viêm cái khớp chè đùi và cái gân bánh chè này. Vâng, thưa các bạn, thì bị chấn thương vào đây nữa thì thêm coi như là đau chồng đau, chính vì thế cho nên là nó đau rất nhiều. Như sáng nay thì bạn ấy đến với tôi thì đau rất nhiều, một vị gối là khá là đau đúng không, vị gối chỗ đau sau khi làm một hai buổi thì cảm thấy khá là ổn đúng không. Bây giờ thì mình hướng dẫn băng cái gối này để cho bạn ấy ngày mai đá lúc nào đấy. Đá FC rồi. Ok. À đúng rồi, hôm qua mai đá sân nhà đúng không? Sân nhà. Rồi ok. Đầu tiên thì các bạn rửa sạch cái vùng gối này, mới lên trên đùi này. Đấy. Và thì bao giờ trên trước mặt thời da của mình bao giờ cũng có cái lớp dầu. Bao giờ cũng có lớp dầu, cho nên mình lau bằng theo cái kinh nghiệm của mình ấy. Trước đây thì mình cứ hay lau bằng bông cồn này các thứ thì nó cũng sạch. Nhưng qua cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy lau bằng cái ni lông này là lau dầu tốt nhất. Lau xuôi cho cái vật theo chiều lông thôi. Bởi vì nếu như mà có dầu thì cái băng keo nó sẽ không dính. Không thể thấy được ra ai thì cũng có dầu, lau càng sạch càng tốt. Nếu mai đi mai băng thì cũng thế nhé. Sau này mình ấy thì đầu tiên thì nếu khi băng sau khi bạn đã làm sạch cái vùng da vùng này, bạn chuẩn bị cái băng cơ và cái kéo nữa. Cái băng cơ thì cái màu vàng này khá là đẹp đấy, nhưng mà cũng khá là thấy sợ đấy, sợ đúng không? Thế thôi thì chúng ta dùng cái băng màu này có màu đen đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn. Rồi ok. Cái chỗ anh bỏ cái tôi bóng. Rồi ok. Bỏ cái túi bóng này ra nhé. Băng thì đầu tiên bạn ướm dài tương đương với từ cái gần này cực dưới xương bánh chè này và cái đầu trên của cái lồi cổ chạy trước tương đương với cái ôm cả cái băng này vào cái gân bánh chè để giảm tải cho gân bánh chè, vâng, tương đương với một nửa đùi thôi, cái khoảng dài khoảng một nửa đùi. Các bạn cắt tròn lại cái đầu này này, cắt tròn cái đầu này, và nếu như mà các bạn mà không cắt tròn nữa
thì là bắt đầu nó sẽ bị nhọn, nó rất dễ quẹt vào đâu nó rất bị tuột. Cho nó lại. Các bạn gặp đôi nó lại như thế này, gặp đôi lại và xé ở giữa, rồi cầm xài hàng mét. Cái băng này thì nó co giãn khá là tốt. Tìm chỗ. Vì nếu như mà nó không co giãn thì khi mình hoạt động thì nó sẽ bị bong ra và nó sẽ bị tuột ra và nó không chắc thì gối gấp 90 độ. Kéo ở giữa. Đó là cực dưới xương chè ở mức vừa phải thôi. Ok. Vừa phải thôi, khoảng độ cho nó giãn khoảng 50% thôi. Đấy, lên đến dưới 1/3. Dưới 1/3 cái khung của mình. Thì trên đầu trên này hoàn toàn là để tự do, để băng tự do, xé một nửa. Cái thứ hai, nếu mà muốn các bạn muốn để nó chắc hơn, ví dụ ngày mai bạn có thể là đá, cho nên là mình sẽ gia cố thêm một số một vài cái đường nữa. Thì băng cái này cho nó chắc hơn. Ngày mai là đá thì cắt tròn, xé đâu này. Cái đường này thì bạn dán, các bạn dán qua cái lồi củ chè trước này, qua cái lồi củ chè trước một cái vị trí mà điểm bám của cái phần nướng chè đấy. Lưu ý là cái đầu này để tự do, không kéo thì nó sẽ bị tuột ra. Rồi nhẹ nhàng qua cái bờ ngoài của sân chè, kéo vừa phải thôi, kéo lên. Cái đĩa tương tự như thế, nhớ dán qua cái lôi củ chè trước để giữ. Cắt tròn. Oma cái này mai về Oma tự dán được. Tự dán được theo cái này thì Oma tự dán được. Đây, dán cái này thì qua cái lỗ của chúng chưa. Để cái đoạn này không kéo nhé, kéo là nó rất dễ bị tuột. Kéo qua chỉ có qua cái lỗ củ này thì bắt đầu thì hơi kéo nhẹ một chút thôi. Xong rồi dán theo cái mép ở ngoài cái bờ trong của cái sơ đống chè này. Đây nó dễ chịu không? Ok, bây giờ làm thêm một cái vòng giữ đây nhé, cái vòng ở đây và cái vòng ở đây mình quấn tròn nữa, vì là mình đang đau nhiều nên là mình phải cái này thì bạn có thể lúc ngồi bạn có thể gác cao cái chân lên hoặc là những cái ghế gác cao nó lên như này, nó là như thế. Đang tròn. Đang tròn nhẹ nhàng. Mình chỉ kéo ở trên đây thôi nhé.
còn ở riêng dưới cái bụng chân này mình không kéo, vì là nếu mà ở cái bụng chân này mình mà kéo thì nó sẽ bị căng cứng cái bụng chân này, lúc mình chạy nó sẽ bị tức hoàn toàn là tự do. Ok, khi mình kéo ở cái mặt trên đấy, kéo trên trên này thì kéo này, trên kéo mạnh này, mạnh đấy, bên dưới này thì thả lỏng hoàn toàn này đấy, lăn băng thôi. Ok, trên này kéo mạnh tiếp, kéo 100% luôn đi, nó giãn hết 100% ra đấy. Xong rồi xuống dưới đây mình lại thả lỏng ra. Nó là như vậy. Và nhớ là băng bao giờ cũng phải dưới, ở dưới cái cực dưới sườn kè này, không được băng lên cái sườn bánh kè. Không được băng lên cái sườn bánh kè. Đấy. Máy đá bình thường ấy, nếu mà tập thì không cần phải băng nhiều vào cái vòng này đâu. Nhưng mà vì mình thi đấu cho nên là mình phải băng nó thật thật chắc vào mới giữ được. Chứ không nó đau lắm nó không chạy được đâu. Tương đối, còn cái đầu này thì... Nếu mình cắt, này cắt tròn nữa. Mấy cái đầu thì bắt đầu và cuối đầu thì không bao giờ là kéo nhé, mình để hoàn toàn đầu nó tự do như này, để tự do này, thế bắn vào này đẹp. Đẹp à? Ừ, thank you ma. Cái này nó băng màu vàng màu xanh nó đẹp hơn. đẹp hơn này, tiền đồ. Ok, đấy cho mình xé là dùng cái mặt trái của cái này. Màu trắng hả? Màu trắng. Màu trắng á? Yeah. Có màu vàng. Khuôn là Hà Nội màu trắng. À, ừ. Thực ra màu trắng thì cũng đẹp. Không đẹp. Ừ, không đẹp. Đen trắng đẹp hơn. Theo xong ở đây. Đen trắng. À, đen trắng à. À, đấy thì có màu trắng thì cũng được. Em thầy Phương nhá. Ừ, anh chào em nhá. Ừ, rồi, ok, anh cảm ơn. Anh chào em nhá. Cái hội chứng chè đùi ấy, cái gân của mấy bạn tennis là hay bị đó. Con của em. Ừ? Đó, của em đó. Cái hội chứng chè đùi của em đó. Như thế đó. Nhưng mà bán này bị thêm một cái chấn thương ở đây nữa. Bị đụng dập ở cái vùng điểm bám nữa cho nên nó đau hơn rất nhiều. Vẫn thi đấu rồi. Ừ, thì cứ chăm sóc hàng ngày thì mình thi đấu được thôi. Cô Ma test à? Đứng lại không có câu tới không? Chạy. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cô Ma đứng đây xem nào. Ừ. Đấy. Rồi. Ừ. Lên xuống xem nào. Đỡ hơn không? Đỡ dễ chịu hơn không? Dạ, yeah, tốt. Tốt không? Dạ. Yeah. Bật bật với cái nào lên không? Nasu. Nasu. Ni mai ni mai. Bu đó. Ni mai ni mai. Ni mai ni mai. Ok. Ok. Ừ. Ngày mai đá không? Có. Đá. Chắc chắn. Chắc chắn đá. Chắc chắn đá. Băng như này không đá nhá. Ừ. Nhá. Bây giờ về thì tối trước khi về thì tức là tháo cái này ra. Ừ. Tức là tháo cái này ra. Đây băng để hướng nhá. Hả? Ở đây ok. Hả? Không. Không băng kia. Ở đây tốt. Ừ. Ừ. Đẹp thì không có ông Ma để như thế để đến ngày mai á. Yeah. Không, nhưng mà nếu như mà ông Ma để đêm nay á, ừ, thì ông Ma phải tháo cái băng tròn tròn này ra này, băng trắng. Cái băng ở ngoài tròn đây này, băng sau cùng á. Ừ. Còn cái băng ở thẳng này thì vẫn cứ giữ nguyên. Ừ. Nhưng vì là để băng tròn này qua một quá một đêm thì nó sẽ không tốt. Không tốt nó sẽ không lưu thông máu. Nhưng mà bỏ cái tròn tròn này ra là được. Ừ. Tôi cần bác một ví dụ bây giờ tôi bóc cho bạn nhé. Nhé bóc cái ví dụ thế. Ok. Đây này, bóc cái này ra. Đấy, ông bóc cái này ra. À, ok. Rồi. Ừ. Đấy. Tôi đã cảm thấy nó rất dễ chịu rồi đúng không? Đấy. Bóc cái này ra, còn cái này để nguyên. Ngày mai các bạn chỉ cần băng một cái băng trắng á. Cái băng là trắng là đủ. Ok, ok, ok.
cứ để nguyên như này cũng được. Đến ngày mai, thì cần chườm đá, từ giờ ngày mai có làm gì nữa đâu. Đúng không? Ok. Tốt không? Thank you. Ok. Ok, chụp tay kia ảnh ô màn nào.